sẽ hân hoan tiến vào cùng thánh, tới gần Chúa Trời tuổi thánh xuân. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau khi dùng những dụ ngôn về lòng thương xót để trả lời cho những chỉ trích của người biệt phái và kinh sư về việc người ân cần tiếp rước những kẻ tội lỗi, giờ đây Chúa Giêsu trở về với các môn đệ để trao đổi với các ông một số chủ đề liên quan đến sự khôn khéo trong việc đối nhân xử thế và vấn đề tiền của. Chúa Giêsu bắt đầu trao đổi với các môn đệ về dụ ngôn người quản lý bất lương. Bài học Chúa muốn dạy là phải khôn khéo và mạo hiểm, phải dùng sáng kiến và tài sản để tạo cho ta một tương lai trong nước Chúa. Chúa dạy phải quyết định cho nhanh và quả quyết đối với đời sống thiêng liêng. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để sử dụng những củ cải chống qua đời này, ngõ hầu mang lại những ân ích và công nghiệp đời sau. Những ngày lễ quan trọng trong tuần gồm có thứ Sáu, ngày 27 tháng 9, Thánh Vincent de Paul, Linh Mục Lễ Nhớ. Chủ nhật ngày 29 tháng 9, Chủ nhật thứ 26, mùa thường niên. Giờ đây, mời Cộng đoàn cùng Hiệp dân Thánh Lễ do Linh Mục Du Xe Đình Trọng Chính cử hành. Chúa phán, ta là phần rối của dân ta, họ đã kêu cầu ta trong mọi nỗi gian truân, ta đã nhận lời họ và ta sẽ là Chúa của họ đến muôn đời. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa quý bà và anh chị em, bước qua tuần thứ 25, giáo hội cho chúng ta nghe câu chuyện về người phú hộ. Có một người quản gia bất xứng xin cho mỗi người chúng ta không biết sử dụng tiền của để làm sinh ích cho linh hồn của chúng ta và trở thành những người đầy tớ trung thành của Thiên Chúa. Thánh lễ này chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho đất nước Hồng Kông, xin cho họ được tự do, bình an và sống trong hạnh phúc, đặc biệt là đời sống đức tin. Giờ đây chúng ta xin lỗi Chúa và anh chị em để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mỗi ngàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, thánh cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang bao là Chúa. Vậy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Vậy con một Thiên Chúa, Chúa
chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trích sách ngôn sứ Amos. Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo, bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sa-bát để chúng tôi bán lúa mạch? Chúng tôi sẽ giảm lượng đông, tăng giá và làm cưng giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát. Vì Gia-cóp kêu căng, Chúa đã thề rằng: ta sẽ không bao giờ lãng quên tất cả các việc chúng làm cho đến cùng. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Hãy ngợi khen Chúa, đừng nâng cao cả tung thiêu. Hãy ngợi khen Chúa, đừng nâng cao kẻ tung thiêu. Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa. Chư vị hãy ngợi khen danh Chúa, nguyện danh Chúa được chung tung từ bây giờ và cho đến muôn đời. Hãy ngợi khen Chúa, đừng nâng cao kẻ tung thiêu. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa. Và người đê mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất. Hãy ngợi khen Chúa, đấng nâng cao kẻ tung thiêu. Người nâng cao kẻ tung thiêu từ chỗ bụi cho, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi thôn khổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân người. Hãy ngợi khen Chúa, đấng nâng cao kẻ tung thiêu. Chiếc thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi Timôthêu. Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu vang và tạ ơn cho mọi người, cho vua chúa và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bình an vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Đó là điều tốt lành và đẹp lòng đấng cứu độ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận hết, nhận biết chân lý. Vì chỉ có một Thiên Chúa và một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đã phó mình làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong thời của người. Mà vì chứng tá đó, cha đã được đặt lên làm kẻ rao giảng, làm tông đồ, làm thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lý. Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện cho mọi nơi hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không bận, không oán hờn và cạn chăng. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán lời Chúa.
xin hãy thánh hóa chúng trong sự thật. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý ấy đến và bảo rằng: Tôi nghe nói anh sao đó, anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý nghĩ thầm rằng: Tôi phải làm thế nào vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau và viết lại 50. Rồi anh lại hỏi người khác rằng: Còn anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 giả lúa miếng. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự và viết lại 80. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo, vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Phần thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn, ai gian dối trong việc nhỏ thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối thì ai sẽ trao phó của chân thật cho các con? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia, hoặc phục chủ này mà khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, nội dung chính hay chủ đề của Chủ nhật thứ 25 thường niên hôm nay, giáo hội muốn cho chúng ta nghe lại những bài đọc xoay quanh chuyện tiền. Ngày hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian để phân tích hết bài đọc 1 cũng như bài phúc âm. Chúng ta chỉ chọn một vài chi tiết tiêu biểu để nhìn lại bản thân mình xem chúng ta sử dụng tiền của Thiên Chúa đã ban cho như thế nào. Đầu tiên, ngôn sứ Amos, người đã mạnh mẽ tố cáo lối sống của dân Chúa. Dân vẫn tự hào là dân thánh, dân vẫn tự hào là được Thiên Chúa tuyển chọn và thánh thiện hơn tất cả những dân tộc khác. Thế nhưng Amos đã chỉ cho chúng ta và chỉ cho họ thấy rằng họ không hề bận tâm hay là đặt tâm đặt trí vào những ngày thờ phượng Chúa, mà họ chỉ trông chờ bao giờ thì hết tuần trăng, bao giờ thì qua ngày Sa-bát để chúng tôi bán hàng thu lợi, hơn là chờ đợi những ngày Sa-bát để được thờ phượng Thiên Chúa, được đến với Chúa. Rồi chúng tôi giảm lường đông, tăng giá và làm cân giả. Chuyện đã xảy ra hàng ngàn năm trước mà hình như vẫn còn xảy ra trong ngày hôm nay. Vẫn là làm đồ giả, pha trộn, gian dối, không đúng chất lượng vân vân. Rồi chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo. Có thể hiểu một nghĩa đơn giản nhất đó là mua người làm nô lệ. Nhưng thử hỏi ngày hôm nay, biết bao nhiêu người đã trở nên nghèo, nghèo về vật chất cũng như nghèo về cuộc sống, hay nói cách khác
họ cũng trở thành người mất tự do cũng chỉ vì tiền. Và hay nói cách khác nữa là có những người dùng tiền để mà chiếm hữu người khác, bắt người khác phục vụ mình dưới hình thức này, hình thức khác. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát. Tất cả những việc mà ngôn sứ Amos tố cáo ra thì cũng là những lời như xoáy vào tâm của chúng ta là những Kitô hữu. Hình thức này, hình thức khác, cách này, cách khác, lúc này, lúc khác, chắc là chúng ta cũng rơi vào một trong những điều mà ngôn sứ Amos tố cáo, mà tố cáo những người giàu có của những ngân hàng năm trước. Và câu chuyện mà Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe cũng liên quan tới tiền của một người phú hộ và người quản lý. Người quản lý này khi bị đuổi việc vì chủ nghe anh ta làm điều gian dối, cho nên anh ta lại lợi dụng quyền của mình một lần cuối cùng để làm những việc gian dối. Nợ một người nợ 100 thùng dầu thì anh nói ghi 80 để lấy lòng người này. Rồi người nợ 100 giả lúa miếng thì anh nói người ấy chỉ viết lại 80. Xem ra người đó như là đang làm phúc, nhưng thực tế là đang tìm cách để mua chuộc những người nợ của chủ mình và lấy để rồi sau khi mà anh ta bị đuổi việc thì những người này cưu mang anh ta. Có nhiều người hiểu lầm là khi chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động khôn khéo, có người hiểu lầm là ủa vậy thì mình nên làm như vậy à? Chúa kể ra như thế để khuyến khích chúng ta làm những cái điều biết lấy lòng người khác. Nếu Chúa Giêsu khuyến khích điều đó thì sẽ không có câu như thế này: phần thầy, người chủ thì khen người quản lý, chứ Chúa Giêsu không có khen. Người chủ nói rằng là đúng là con cái đời này thì cứ sự khôn khéo hơn con cái sự sáng. Con cái của đời này thì biết lấy lòng nhau. Con cái của đời này thì dễ chiều theo những đòi hỏi của dân chúng. Chúng ta cũng nghĩ tới những người lãnh đạo trong xã hội, nhất là nước Úc ngày hôm nay. Dân chúng đòi hỏi phải được làm những điều này, làm điều kia. Ví dụ nhất là Victoria mới vừa mới thông qua cái luật là phải tiết lộ linh mục, phải tiết lộ cái chuyện mà nếu một đứa bé tới xưng tội liên quan tới abuse thì linh mục đó phải tố cáo cho Boris. Thì điều đó dân chúng thì đòi hỏi đó, và hình như các nhà lãnh đạo cũng đang muốn chiều theo những cái điều đó. Và điều đó đi ngược lại với ấn tín tòa giải tội là ấn tín của Thiên Chúa. Cho nên đúng là con cái đời này thì đối xử khôn khéo hơn con cái sự sáng. Con cái sự sáng là giáo hội thì vẫn cứ trung thành với giáo huấn của Thiên Chúa. Con cái của giáo hội thì vẫn là không được chọn cái chết an tử. Con cái của Thiên Chúa thì vẫn là không được cử hành thánh lễ của hôn nhân đồng tính, vân vân. Nhưng con cái của thế gian thì chiều theo những đòi hỏi của dân chúng. Phần thầy, phần dân chúng như vậy, phần ông chủ thì như vậy, nhưng phần thầy thì thầy bảo các con dùng tiền của gian dối một lần mua lấy bạn hữu. Tiền của gian dối không phải là do gian dối mà có được, mà cái tiền của tự nó là hư mất, tự nó là không có vĩnh viễn, tự nó chỉ là phương tiện vật chất mà thôi. Nhưng chúng ta biết sử dụng những cái phương tiện đó, những cái chóng qua đó, những cái mà không thuộc về giá trị vĩnh cửu đó để làm lợi ích cho hồn của chúng ta, là hoặc là cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Cho nên ai trung tín trong việc nhỏ thì Thiên Chúa mới tin tưởng để trao cho trung tín trong việc lớn. Và ai gian dối trong việc nhỏ thì Thiên Chúa cũng sẽ không thể giao phó sức chân thật cho kẻ gian dối. Như vậy tiền của ở đây, thứ nhất, ngoài cái chuyện không phải vì chúng gian dối để có được, chắc chắn điều đó rồi, nhưng ở đây chúng ta cũng phải biết dùng những cái tiền của liêm chính của chúng ta, bằng mồ hôi nước mắt cho chúng ta làm ra,
cũng biết dùng nó để làm sinh ích lợi cho đời sống tâm linh của chúng ta. Một trong những cái cách ấy là thư của Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta: cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn, không phải cho mình mà cho mọi người, cho vua chúa là những người lãnh đạo xã hội, và cho tất cả những bậc vi vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự. Một trong những cách để chúng ta đem lại bình an cho thế giới, cho xã hội và cho gia đình là cầu nguyện cho những vị lãnh đạo. Bởi vì đường hướng của họ, giáo hội cũng như xã hội, ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của chúng ta. Xin cho chúng ta biết sử dụng những đồng tiền Chúa ban như ân huệ, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, nhưng còn biết quan tâm tới người khác, cầu nguyện cho những người khác, và chính chúng ta cũng luôn sống trong tinh thần đạo đức và thánh sạch. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho chúng ta, để không ai chúng ta phải sống trong bần cùng đói khổ, nhưng chúng ta biết dành thời gian, tâm sức để nuôi dưỡng đời sống tâm hồn của chúng ta, đặc biệt là qua việc tham dự thánh lễ và vị đức thánh thể. Amen. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng gánh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Pontius Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời từ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nữa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng ca tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiên, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta hãy hiệp lời cầu xin để tâm hồn chúng ta được tràn đầy ơn Thánh Chúa, giúp chúng ta biết khôn khéo sử dụng những ơn lành Chúa ban hầu mưu ích cho chúng ta cũng như cho toàn thể hội thánh. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục được tinh thần siêu thoát, trung thành thi hành thừa các vụ của mình, để qua các ngài con người thêm sắp tín về một nước trời siêu việt đang hình thành giữa lòng nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Cha khuyên con hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người. Xin cho các Kitô hữu khi miệt mài lo toan những nhu cầu vật chất vẫn luôn quan tâm phát triển đời sống nội tâm và chọn Thiên Chúa là ông chủ độc nhất của họ.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh hãy tính sổ việc quản lý của anh. Xin cho những người nghèo khó và thất nghiệp có công ăn việc làm xứng hợp với nhân phẩm. Và cho những người giàu có biết sẵn sàng giúp đỡ cách quảng đại, để kiếm cho mình những người bạn hữu đích thực trong đời sống mai sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ. Xin cho mỗi người chúng ta đừng vì những mưu tính lợi lộc vật chất mà đánh mất đi mối tương quan trong gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quản lý tốt những ân huệ mà chúng con đã lãnh nhận, để nhờ đó ân sủng Chúa sinh hiệu quả tốt đẹp và dồi dào nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dân và nhờ thánh lễ này. Xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Bạn là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,
người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là màu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho lời khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Timothy chúng con, Đức Giám mục Phụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa ban ơn Chúa Thánh Thần sức mạnh và bình an cho những ai đang đấu tranh vì dân chủ, hòa bình, tự do. Đó là những người quên bản thân mà đấu tranh vì hạnh phúc của người khác. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào bờ ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trong mọi hoàn cảnh, xin cho mỗi người chúng ta biết nhớ đến chúng ta có một Cha trên trời để cầu nguyện. Bây giờ đây, vâng lời Chúa Giêsu dạy, chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đang nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin nói thương ban cho hội thánh
được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, nơi đấng soi tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, vì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa đã ban bố ta muôn lần để chúng tôi được tuân giữ hết sức ân cần, nguyện cho đường neo tôi vững chắc để tuân giữ thánh chỉ của Chúa. Xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.